Thì tôi đã nói là Mother Day tức là cái lễ ở bên ngoài chứ không phải là cái dấu lễ, tức là không phải lễ trong hội thánh. Cho nên hội thánh sẽ không có tổ chức lễ cái kiểu mà gọi là cái ngày Mother Day. Mặc dù một số hội thánh ngày hôm nay họ bắt đầu họ du nhập vào, họ không phân biệt được đâu là dấu lễ và đâu là cái lễ ở bên ngoài. Thì vì cớ là hôm nay là Mother Day, mặc dù chúng ta không có tổ chức cái lễ, nhưng mà trên cái tinh thần mà người ta vinh danh người mẹ đó, thì tôi muốn anh chị em cùng suy gẫm một cái gương đức tin của một người mẹ được ký thuật lại ở trong Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Tôi đọc và anh chị em dò theo. Matthew 15, 21, 28. Từ đó Đức Chúa Giêsu đi vào khu vực thành Tyre và Sidon. Kìa có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: Lạy Chúa con của David, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến nài xin Ngài rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp: Ta được sai đến chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến quỳ xuống và thưa rằng: Lạy Chúa xin giúp đỡ con. Ngài đáp: Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa: Lạy Chúa đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng: Hỡi phụ nữ kia, người có đức tin lớn, điều người ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy con gái bà được lành. Có thể không ai trong chúng ta có đứa con bị quỷ ám, nhưng mà có thể anh chị em ở đây hoặc là đang xem qua online, có những cái trường hợp con mình nó nghiện game chẳng hạn, hay là nó rơi vào một cái tình trạng nào đó mà dường như cái khả năng tự nhiên của con người mình là bất lực. Xin hãy nghe cái điều mà Chúa muốn nói với anh chị em, xin hãy nghe cái điều mà Chúa muốn anh chị em hướng đến, tức là cái giải pháp của Chúa để ra khỏi cái tình trạng hiện tại mà anh chị em hoặc là con cái của anh chị em đang bị cầm buộc. Cái chuyện này nó xảy ra khi Chúa Giêsu mạo hiểm ra khỏi cái ranh giới của Israel và vào cái vùng Tyre và Sidon của dân ngoại. Trong cái lời kể của Mác về câu chuyện này đó, trong Mác chương 7 câu 24 đến câu 30 đó, thì Chúa Giêsu đi vào một ngôi nhà rõ ràng là đang tìm cách nghỉ ngơi sau cái làn sóng tranh cãi đang gia tăng với người Pharisee. Nhưng mà Chúa không thể nghỉ ngơi được. Tại sao? Ấy là vì cái tin đồn nó lan truyền khắp nơi rằng thì là Chúa Giêsu có quyền năng siêu nhiên để chữa lành người bệnh và khiến kẻ chết sống lại. Ngay cả trong cái khu vực dành cho dân ngoại này nè anh chị em, người ta cũng biết về cái chức vụ của Chúa. Và đó là lý do tại sao cái người phụ nữ này đến gặp Chúa. Tôi ước ao ngày hôm nay tôi và mỗi một anh chị em có được cái sự sức giàu giống như này. Tức là tại những cái nơi mà người không biết Chúa đó, họ cũng biết đến chúng ta, biết đến Chúa của chúng ta về những công việc lạ lùng mà Chúa đã làm qua đời sống của chúng ta. Để đừng để người ta biết đến chúng ta không phải tiếng tốt về Chúa mà là tiếng xấu về Chúa nha anh chị. Cái người này nè, cái bà này là được gọi là người Canaan, nghĩa là cái bà có cái nguồn gốc từ cái người Canaan ở trong Cựu Ước, là kẻ thù truyền kiếp của dân Do Thái. Có nhiều điều chống lại bà, chống lại cái việc mà bà đến với Chúa Giêsu để xin chữa lành cho con mình lắm. Thứ nhất là Chúa đến cái vùng đó là để nghỉ ngơi chứ không phải để thi hành chức vụ. Không phải Chúa đến đó để giảng, để dạy gì, Chúa đến đó để nghỉ. Rồi thứ hai, bà là dân ngoại, là cái người thờ hình tượng chứ không phải dân Do Thái. Và đặc biệt là trong cái thời bây giờ, bà là một phụ nữ chứ không phải là một người nam. Dù không có lý do gì để tin rằng là Chúa Giêsu sẽ giúp mình, nhưng bà đã đến với cái hy vọng là cuối cùng là... Vì sao? Vì Chúa là cái hy vọng cuối cùng của bà. Có thể ngày hôm nay đó, tôi và anh chị em có lợi thế hơn bà, bởi vì mình đã biết Chúa, đã tin thờ Chúa. Hãy để ý rồi này, nếu một cái người phụ nữ dân ngoại thờ hình tượng, không có liên quan gì đến với Chúa Giêsu, mà bà vẫn có thể nhận được cái câu trả lời của Chúa, nhận được cái sự thương xót của Chúa cho cái nan đề của mình, thì tôi và anh chị em càng tràn trề hy vọng hơn là dường nào. Bởi sao? Bởi vì mình là người thuộc về Chúa. Amen. Hãy để ý ngay từ đầu cái chuyện đó. Một cái người đàn bà không biết Chúa đang thờ lại hình tượng, nhưng mà khi bà chạy đến với Chúa, tìm kiếm sự cứu giúp từ nơi Chúa,
tìm kiếm cái sự cứu giúp của Chúa cho cái nan đề mà với cái khả năng tự nhiên của con người là không thể giải quyết được đó, bà vẫn nhận được cái điều đó. Huống chi là tôi và anh chị em ngày hôm nay. Cái câu chuyện được Matthew bắt đầu như thế này, câu số 21-22. Từ đó Đức Chúa Giêsu đi vào khu vực thành Tyre và Sidon. Kìa, có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: Lạy Chúa, con của David, xin thương xót con với, con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm. Cha mẹ nào cũng có thể hiểu được cái điều này hết. Nếu anh chị em có một cái đứa con bị bệnh thì anh chị em sẽ đi bao xa để giúp đỡ con trai hoặc con gái của mình? Hỏi tức là trả lời rồi đó. Quan trọng không, đối với chúng ta lúc đó nó quan trọng không phải là vấn đề thời gian, không phải là vấn đề khoảng cách hay là tiền bạc. Khi con của mình mà bị bệnh thì sao? Thì không có gì quan trọng hơn ngoài cái việc là làm cho chúng nó khỏe lại. Tức là bằng mọi cách mà mình có thể là mình sẽ làm cho nó khỏe lại. Tôi nhớ lại là đã nói chuyện với một ông bác sĩ giỏi. Ông bảo rằng là khi con của mình mà bị bệnh á, thì người ta không có quan tâm đến cái kết quả xét nghiệm hay là chụp X quang hay là tỷ lệ phần trăm hay là cái loại thuốc này thuốc kia hay là cái đề cương nghiên cứu gì trơn á. Người ta chỉ muốn biết một điều thôi: con tôi nó có ổn không? Nó có thể được lành không? Những cái điều khác đối với một người cha người mẹ mà có con đang bị bệnh là không quan trọng. Chúng ta không biết là tại làm sao mà cái đứa con gái của cái bà này là bị quỷ nó hành hạ. Bằng một cái cách nào đó là cái cuộc sống của con bé này nó bị một cái ác linh chiếm hữu. Đây không phải là cái vấn đề về y học, anh chị em, nó không phải là vấn đề về thể lý, mà cho nên là không có cái thuốc nào chữa lành được hết á. Tức là một khi mà đã bị tà ma nó ám rồi đó, thì không có thuốc men gì hết á, chỉ có đuổi thôi. Mà thuốc men thì không đuổi được, bởi vì cái điều này nó thuộc về linh giới, anh chị em. Nó mang tính siêu nhiên, cho nên là chỉ có phép màu thôi mới có thể chữa khỏi con bé mà thôi. Tức là chỉ có một ai đó có cái quyền năng hơn quỷ đuổi nó đi thôi. Đó là lý do mà tại sao cái người phụ nữ này tìm đến với Chúa Giêsu ngày hôm nay. Như tôi nói lúc đầu, có thể anh chị em, con cái của anh chị em nó không có gặp phải cái cảnh bị quỷ ám, nhưng mà có thể nó đang bị cái thứ khác nó kiểm soát, mà anh chị em bất lực, anh chị em không thể giải quyết được. Tin mừng cho chúng ta là gì? Giêsu có câu trả lời cho cái nan đề mà quý vị đang đối diện. Tôi và anh chị em tôi tin là ai trong chúng ta cũng thích những cái câu chuyện thần kỳ, vì nó luôn kết thúc có hậu, đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện này đó, nó bắt đầu theo cái cách hơi lạ. Cái phản ứng của Chúa Giêsu đối với cái người phụ nữ này nó có vẻ khác thường, và thậm chí nó có thể nói là nó hơi nhẫn tâm. Người ta hay nói là đừng nghe ca ve kể chuyện mà đừng nghe con nghiện nó trình bày. Tức là những cái thành phần này nè, là gái với là dân nghiện này, nó luôn có những cái câu chuyện mà nó được sáng tạo ra hết sức lâm ly mùi mẫn để mà huy động vốn, tức là để moi tiền của người khác. Nhưng mà bà này đâu có thuộc cái thành phần đó đâu, đúng không? Nhưng mà dường như là có vẻ như là Chúa Giêsu không có tin những gì bà đấy kể sao ấy. Không lẽ Chúa Giêsu không có quan tâm đến con gái của bà đó sao? Để hiểu cái cách mà Chúa Giêsu đối xử với người phụ nữ Canaan này, tôi và anh chị em cần hỏi và trả lời được hai cái câu hỏi chính về cái câu chuyện này, để có thể hiểu là tại sao Chúa Giêsu phản ứng như vậy trước cái lời cầu xin của cái người đàn bà này về cái tình trạng của con gái mình. Thì chúng ta cần phải được hỏi, được đặt hai cái câu hỏi và phải trả lời cho được hai cái câu này. Thứ nhất là tại sao Chúa Giêsu im lặng? Khi người phụ nữ đến gặp Chúa để cầu xin sự giúp đỡ thì Chúa từ chối trả lời bà đó. Trong cái câu 23 nói gì? Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Không có gì làm cho linh hồn con người ta khiếp sợ bằng cái sự im lặng của thiên đàng. Nhiều khi mình nói gì? Thà rằng nói gì nói đại đi, chứ cứ im im lừ lừ như thế là không ai chịu nổi. Mà anh chị em tưởng tượng mà trời mà im lặng luôn, kinh khủng đúng không? Cái cảnh này có xảy ra với tất cả chúng ta suốt đúng không? Cái cảnh mà xin mà thấy Chúa không nói gì đó có không anh chị em? Anh chị em có gặp cảnh này không? Có. Cái cảnh này là xảy ra với tất cả chúng ta xuống đúng không? Mình chờ đợi, mình cầu nguyện, mình tìm kiếm Chúa, nhưng mà rồi các tầng trời dường như là gì sao? Đóng kín không thấy trả lời trả dấu gì hết. Những lúc như vậy thì đâu là những phản ứng của chúng ta? Những lúc như vậy thì đâu là những cái phản ứng nên có của tôi và anh chị em? Đó là đừng để cho cái cảm xúc nó chi phối. Đừng để cho những cái cảm xúc nó dẫn dắt lòng mình. Vâng, tôi và anh em sẽ thường gặp cái cảnh là mình cầu nguyện với Chúa, nhưng mà
dường như Chúa chẳng đáp một lời. Chúa Giêsu không có nói liền với cái người phụ nữ Canaan này, nhưng mà Ngài nghe mọi điều bà ấy nói. Vâng, có thể là ngay lập tức anh em không nghe Chúa trả lời gì, nhưng mà hãy nhớ điều này là Chúa nghe mọi điều anh chị em cầu xin. Cái sự im lặng của Chúa đó là nhằm đánh động, nó nhằm kích hoạt, nó nhằm kéo cái đức tin của bà này ra. Cuối cùng thì bà cũng đã có được cái điều mình muốn, và cái đứa con gái đau khổ của bà đã được chữa lành, đã được giải cứu khỏi cái ách của tà ma. Cho nên hỡi anh chị em hãy nghe, cái sự im lặng của Chúa không phải lúc nào cũng có nghĩa là Chúa từ chối. Tôi nói lại, cái sự im lặng của Chúa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa là Chúa đang từ chối mình. No, no hay là không của Chúa đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là no. Hãy nhớ, hãy nghe cho kỹ nghe anh chị em. No không có nghĩa, cái no mà của Chúa đó, cái không của Chúa đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là no là không đâu, mà nó thường có nghĩa là gì? Not this, tức là không phải cái này. Not now, không phải bây giờ. Not yes, chưa. Cái không của Chúa không phải lúc nào nó cũng có nghĩa là không, mà nó có thể gọi là not this, not now, not yes. Không phải cái này, không phải bây giờ là chưa. Trong cái trường hợp này đó, đối với cái người phụ nữ này, thì Chúa Giêsu muốn khơi dậy, muốn dứt dấy đức tin của bà. Không chỉ vì lợi ích của bà thôi nào, mà còn vì lợi ích của những cái môn đồ mà đang theo dõi. Anh xem biết là đối với các môn đệ của Chúa đó, tức là các vị sứ đồ đó, thì cái người phụ nữ này chỉ là một người đàn bà ngoại đạo, xa lạ, buồn rầu, cứ theo quấy rầy họ hoài ha. Cứ mỗi lần mà họ bảo bà thì im, thì bà lại kêu van cái xin sự thương xót của Chúa cho con gái của mình. Các môn đồ mà càng xua đuổi chừng nào á, thì bà càng trở nên quyết tâm chừng đấy. Ngày hôm nay đó, mà nếu anh em nêu nan đề cho hội thánh cầu nguyện mà thấy hội thánh xấu xắn nào các thứ á, thì tự nhiên mình được khích lệ, tuần sau mình nêu tiếp. Ngày này thấy hội thánh cầu nguyện phớt phớt cái mình sao? Thôi chắc không ai quan tâm. Không mong có đức tin lớn đâu. Càng bị xua đuổi thì bà này bà làm sao? Bà càng quyết liệt hơn. Mà tôi nghĩ là cái cách mà các môn đồ đối xử với bà nó có lẽ là do cái định kiến, cái định kiến cá nhân ấy, của họ. Nếu bà này là một người mẹ Do Thái thì chắc chắn là những các sứ đồ sẽ cảm thông hơn, chứ không có xua đuổi vậy. Tại đây tôi và anh chị em có thể đặt cái vấn đề thành một cái cách khác. Tại sao Chúa không luôn luôn đáp lời cầu nguyện của chúng ta ngay cái lần đầu tiên mà mình xin? Có khi nào anh chị em thắc mắc là tại sao Chúa không, thì đằng nào Chúa đang trả lời, tại sao Chúa không đáp lời ngay và luôn đi? Vừa khi mình mở miệng mình xin cái Chúa nó ok đi, tại sao mắt người ta phải đợi? Anh chị em, mà nếu mà chúng ta luôn có cái câu trả lời ngay lập tức thì chúng ta sẽ sớm coi Chúa là cái điều hiển nhiên. Như thế Chúa chẳng khác gì hơn là một vị thần trên trời đấng chuyên cung phụng chu cấp mọi cái ao ước, mọi cái ước muốn của mình. Tức là mình mới là Chúa chứ không phải là Chúa là Chúa. Anh xem ơi, Chúa mới là Chúa, là chủ, chứ không phải là đầy tớ, không phải là người hầu kẻ hạ của chúng ta mà muốn sai gì sai. Nhiều khi tôi và anh em giận Chúa, tại sao xin không trả lời? Chúa mới chủ mà. Nhiều khi tôi và anh em giận dỗi với Chúa đó, giống như một đứa trẻ con xin mẹ không cho cái là giận, người mà nó không cần biết là cái điều đó đúng hay sai, cái điều đó là tốt hay xấu. Trong Gia Cơ chương 15 câu xin lỗi chương 5 câu 16 nói như này: vậy hãy xin tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Cái từ mà sốt sắng đó anh chị em có nghĩa là sôi sục. Cái lời cầu nguyện của người công chính nó rất mạnh mẽ và hiệu quả. Cái từ mà được dùng ở đây là sốt sắng, nó có nghĩa là sôi sục. Nó có nghĩa là cái lời cầu nguyện nó khiến cho linh hồn của anh chị em được dứt dây, được phấn khích đến mức mà anh chị em không thể nghĩ về bất cứ cái điều gì khác đang khi anh em cầu nguyện cho điều đó. Tôi nghĩ không có ai mà hiểu cái điều này hơn bằng một người mẹ có một cái đứa trẻ bị bệnh.
mình gọi là gì, nóng ruột. Con nó bệnh, nó đang nằm đó, mình nóng ruột thì cái chữ đó là cái chữ mà xấu sáng hay sôi sục đó. Ước gì tôi và anh em chuyển cái nóng ruột đó thành cái lời cầu nguyện khẩn đảo với Đức Chúa Trời. Cái người mẹ này không có, sẽ không có dừng lại ở bất cứ điều gì. Khi một người mẹ mà nó có đứa con bị bệnh á, bệnh nặng á, thì bà sẽ không có chấp nhận cái câu trả lời no. Bà sẽ ẵm con của mình đi từ bác sĩ này sang bác sĩ khác. Bà ấy sẽ nhờ bạn bè, sẽ nhờ anh em đồng đội cầu nguyện. Bà đó sẽ viết lên Facebook, rồi bà ấy sẽ cầu xin Chúa trong nước mắt, xin một cái phép lạ từ thiên đàng, đúng không? Bà không có ngồi im. Tôi cũng có nghe một cái người kể về cái việc đứa con trai 3 tuổi của ông gặp cái tai nạn khủng khiếp khi một cái nông cụ nó đâm vào một bên mắt của nó. Không ai biết là được, liệu là nó có được cứu con mắt nó khỏi mù hay không. Trong nhiều tháng đằng đẵng sau đó là người ấy bảo rằng là ông cứ nằm dài trên sàn và cầu xin Chúa là Chúa ơi, nếu có thể thì Chúa lấy mắt, Chúa cho con mù một mắt cũng được, mà miễn là con của con nó có thể được lành thôi. Đó là cái tấm lòng của người cha, người mẹ vậy. Cha mẹ nào cũng hiểu điều này đó. Không có gì mà khiến tôi và anh em bất lực hơn khi phải chứng kiến con cái mình nó đau khổ. Chúng ta nài xin, chúng ta van xin, và thậm chí là mình mặc cả với Chúa về chính máu thịt của mình, tức là thân thể hay mạng sống của mình nè, miễn sao mà con mình nó được lành. Trong những cái giờ phút như vậy đó, tôi đang chắc rằng chúng ta không có quan tâm tới cái chuyện người khác nghĩ gì, nói gì, hay là xì xòn sau lưng mình như gì. Mình không quan tâm mấy chuyện đó, mình chỉ quan tâm một chuyện là làm sao cứu được con mình thôi. Đó là cái tâm trạng của cái người phụ nữ này. Và tôi ước ao sao mà khi anh em đối diện với những nan đề, anh em chạy đến với Chúa với cái tâm thế đó, cái tâm thế của một cái người mẹ này. Vì đối với cái người, một người cha, người mẹ mà có con mình đang bị bệnh hay là đang gặp trong cái cảnh nan đề khó khăn, thì không có gì quan trọng hơn là ngoài cái việc thấy con mình được bình phục trở lại, đúng không? Chúa Giêsu đang đánh động cái đức tin của cái người phụ nữ này. Bà ta sẽ quay đi trong tuyệt vọng hay là sẽ tiếp tục cầu xin? Nên anh chị em hãy nhớ cho tôi điều này. Trì hoãn không phải lúc nào cũng có nghĩa là từ chối. Delay không phải lúc nào cũng có nghĩa là denial. Có một cái chữ yes, nó ẩn với chữ no. Nhưng mà cái bà này là bà phải thể hiện cái lòng tin cậy để đoạt được cái yes đó. Dường như nó có một cái chữ yes, nó ẩn với cái chữ no của Chúa mỗi khi tôi và anh em cầu xin. Tôi và anh em cần phải giải phóng đức tin của mình ra để nhận lấy cái điều. Đức tin nó chỉ lớn lên khi và chỉ khi nó được thử thách thôi anh chị. Đức tin của cái người phụ nữ này đã được làm cho mạnh mẽ hơn bởi cái sự đau đớn, bởi cái sự quặn thắt của cái linh hồn bà. Bởi vì khi Đức Chúa Trời mà trì hoãn một phước lành thì đó không có nghĩa là Ngài từ chối nó. Cái sự từ chối mà nếu có đi nữa đó thì cũng chỉ là chuẩn bị, đó là chỉ là cái sự chuẩn bị cần thiết cho tôi và anh chị em nhận nó sau này mà thôi. Nên hỡi anh chị em là con dân của Đức Chúa Trời, Chúa của chúng ta nghe thấy tiếng kêu nhỏ nhất của tấm lòng anh chị em. Khi đến đúng thời điểm hay là khi đến thời điểm thích hợp đó thì cái câu trả lời sẽ đến. Như vậy thì chúng ta biết là tại sao Chúa im lặng rồi ha. Đôi khi Chúa không trả lời ngay cái điều mà chúng ta cầu xin, không phải là Chúa từ chối đâu, mà là Chúa đang kích hoạt, Chúa đang đánh động, Chúa đang giúp giấy đức tin của chúng ta để nhận lấy cái điều mà mình cầu xin đó thôi. Cái câu hỏi tiếp theo, tại sao Chúa Giêsu lại gọi người ta là một con chó? Tại sao Chúa lại gọi người ta là chó? Cái câu 6 nói gì? Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lạ. Đây có lẽ là, đây có thể là cái điều lạ lùng nhất mà Chúa Giêsu đã từng nói. Và đây chắc chắn là thách thức lớn nhất của cái câu chuyện này. Tôi và anh em phải thẳng thắn đối diện với nó chứ không có lẩn tránh được. Có phải Chúa Giêsu gọi cái người phụ nữ dân ngoại là một con chó không? Hãy xem lại những gì mà Chúa nói trong câu 6 này. Lấy bánh của con cái mình ném cho chó ăn là điều không có phải lạ. Cái câu này đó anh chị em là mình cần phải được hiểu theo cái nghĩa bóng là người nhà, người ngoài nha. Chứ không phải chó mèo gì ở đây hết trơn á. Tức là cái câu này cần phải được hiểu theo nghĩa bóng là người nhà, người ngoài. Nó liên quan đến cái giao ước của Đức Chúa Trời đối với dân được chọn của Chúa là Israel, chứ không phải theo cái nghĩa đen thù lùi. Tôi và anh chị em ngày hôm nay mình đọc mình nói, ủa tại sao Chúa mất lịch sự? Nhưng mà cái bà này bà không hiểu như vậy. Bà này bà hiểu đúng y như điều Chúa muốn nói.
Khi Chúa bảo trong câu 24 á, ta được sai đến chỉ vì những chiên lạc mắt của nhà Israel mà thôi á, là ý Chúa Giêsu muốn nói đến cái mục tiêu chức vụ của Chúa lúc bây giờ. Ngài là đấng Messi của người Do Thái, người nhà, chứ không phải dành ưu tiên cho dân ngoại, là người ngoài lúc bây giờ. Cái chỗ này nếu mà tôi và anh em muốn đi sâu, mình cũng thấy được một cái bài học là từng thời điểm cụ thể thì nó có những cái mục tiêu cụ thể. Chúa Giêsu làm vậy. Trở lại với câu nói của Chúa Giêsu ở trong câu 26, lấy bánh của con cái mình ném cho chó ăn là điều không phải lạ. Nếu mà chỉ đọc riêng lẻ cái câu này thì rõ ràng là Chúa không chỉ từ chối mà còn xúc phạm người ta nữa, đúng không? Tự nhiên nói người ta là chó. Thế mà nhưng mà Chúa dùng cái hình ảnh đó là chỉ để cho cái bà này biết rằng là bà hoàn toàn nằm ngoài cái giao ước của lời hứa, bà nằm ngoài cái giao ước của ăn đi, tức là bà không có cửa đó để cầu xin gì đó á, rằng là cái nhiệm vụ của Chúa lúc bây giờ là chỉ dành cho người nhà, là dân Do Thái mà thôi. Và đó chính là cái nơi mà cái câu chuyện này nó trở nên đỉnh điểm, nó trở nên là kịch tính và nó trở nên đầy quyền năng đó anh chị em. Cái người phụ nữ này theo anh chị em, anh chị em thấy là cái bà này bà có cãi lại gì những gì Chúa nói không? Không, bà đồng ý. Mình thấy lạ đúng không? Cái câu 27 bà nói gì? Người phụ nữ lại thưa, lại Chúa đúng như vậy. Nếu mà theo như mình hiểu á, nếu mà theo mình hiểu là Chúa có ý nói bà là chó đó, thì chắc chắn bà sẽ nổi giận mà nói gì? Không được nói tôi vậy nha. Tôi là người chứ không phải là chó nha. Đúng không? Ngày hôm nay nhiều người sẽ trả lời với Chúa cách đó. Có những cái câu kinh thánh mà chúng ta nghe chúng ta không có hiểu, hoặc là chúng ta chưa hiểu, nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời theo cái cách đó. Nhiều người trong chúng ta sẽ cãi lại với Chúa. Nhưng mà cái bà này không, bà đồng ý với Chúa Giêsu. Tôi muốn anh chị em lưu ý điều này. Nếu anh chị em muốn kết thúc ở đúng chỗ thì anh chị em phải bắt đầu ở đúng chỗ. Cái việc mà đồng ý với Chúa Giêsu đó luôn là cái chỗ thích hợp để bắt đầu. Tôi thường hay nói với anh chị em là gì? Chúa không đòi hỏi tôi và anh chị em hiểu hết mọi điều Chúa nói. Chúa chỉ đòi hỏi tôi và anh chị em là tin hết mọi điều Chúa nói thôi. Có thể tôi và anh em không hiểu hết được cái ý mà Chúa nói là lấy bánh của con cái mình ném cho chó. Nhưng mà cái bà này cũng có thể bán không hiểu. Nhưng có điều bà làm là gì? Bà đồng ý với Chúa Giêsu. Bà bắt đầu đúng chỗ. Cái đúng chỗ là gì? Amen với Chúa. Cái chỗ mà đúng đó, cái chỗ mà gọi là thích hợp đó để bắt đầu là gì? Amen với Chúa Giêsu. Để mà cái đức tin mà siêu lớn này nó khởi động trong chúng ta, nó kích hoạt được trong chúng ta, tôi và anh chị em phải bắt đầu đúng chỗ. Cái chỗ đó là gì? Amen với Chúa. Có thể tôi và anh em không hiểu tại sao Chúa bảo như vậy. Có thể tôi và anh em không hiểu làm thế nào để mình có thể làm được cái chuyện như Chúa bảo. Nó thưa Chúa con không hiểu thiệt, nhưng mà con amen với Chúa. Nếu chúng ta muốn kết thúc ở đúng chỗ thì mình phải bắt đầu ở đúng chỗ và đồng ý với Chúa Giêsu, tức là amen với Chúa Giêsu luôn là cái chỗ thích hợp để bắt đầu. Hãy nghĩ về những cái gì mà cái người phụ nữ này đã làm. Bà không có bỏ cuộc, nhất khoát không bỏ cuộc. Bà không hề tức giận, bà không hề chống lại, cãi lại Chúa Giêsu. Bà không bao giờ lên án Chúa là bất công thiên quỷ vậy đó. Bà cũng không hề cảm thấy bị xúc phạm khi bị ví sánh như chó đi nữa. Thay vì cãi lại cái lời phát biểu đó của Chúa thì bà lại đi xác nhận sao? Chúa nói đúng, con là một chó. Ý là nhìn nhận là con là người ngoài á, con không có quyền đòi hỏi ăn sủng của Chúa. Chúa không có lý do gì để lắng nghe con cả. Nhưng mà anh chị em để ý, để ý cái lập luận của bà đây này. Bà amen với Chúa về những gì Chúa nói. Có thể bà không hiểu hay cái ý của Chúa, nhưng mà nói trong câu 27 gì? Nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Bà nhìn nhận bà không phải là con. Bà nhìn nhận gì? Bà không có ở trong cái giao ước lần hứa của Đức Chúa Trời với dân Do Thái. Nhưng bà nói gì? Nhưng mà cái thứ nó rớt trên bàn xuống thì ăn được chứ đâu có cái gì đâu. Ai trong chúng ta dễ hiểu điều này đúng không? Nhà mà có chó nuôi là thường hay nó mình ăn trên bàn là nó hay chạy lon ton chứ. Nó trông đợi gì? Có ai ném cho nó miếng gì đó dùng dụng. Sau khi gia đình ăn xong là nó sẽ được hưởng cái gì? Cái thừa đó, cái còn thừa lại.
Cái bà này bà đang xin những cái mảnh vụn ân sủng, những mảnh vụn của ân điển để chữa lành cho con gái mình. Bà chấp nhận cái vị thế của mình, bà thừa nhận mình có nhu cầu, bà amen với Chúa Giêsu và bà không bao giờ bỏ cuộc. Chấp nhận cái vị thế của mình, thừa nhận cái nhu cầu của mình, amen với Chúa Giêsu và không bao giờ bỏ cuộc. Và điều đó nó dẫn đến cái kết cục cuối cùng ở trong cái câu 28, cũng là cái kết thúc của cái câu chuyện này. Ngài phán rằng: hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy con gái bà được lành. Chúa có đến đụng tay gì, đụng chân gì không? Chúa có nhân danh gì truyền lệnh cho ma quỷ ra không? Không, Chúa không hề một lời luôn. Khi Chúa Giêsu bảo là ngươi có đức tin lớn đó anh chị em, thì Chúa dùng một cái từ Hy Lạp có cái gốc là siêu lớn, là mega. Ngày hôm nay nếu các bạn trẻ đó, các bạn nghe cái từ mega là các bạn biết là gọi là cực đại đó, lớn. Mega mall hay là mega big hay là cái gì đó, cái từ đó là nguyên là từ của Hy Lạp đó, là gọi là siêu lớn đó. Cho nên nguyên văn là Chúa, nếu mà dịch ra đúng là Chúa bảo là: hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, hay là ngươi có đức tin siêu lớn, là mega faith. Và anh em biết không, đây là lần duy nhất ở trong Kinh Thánh Chúa Giêsu dùng cái từ đặc biệt này để mô tả đức tin của một người, mega faith, đức tin lớn. Ở Việt Nam mình ngày hôm nay có cái xu hướng là chuộng siêu to khổng lồ, đúng không? Nhưng mà tất cả chỉ là hình thức, chỉ lãng phí vô bổ thôi. Nhưng mà mega faith, tức là đức tin siêu lớn này, là khác anh chị. Tôi thách thức dân sự Chúa: hãy sở hữu cái loại đức tin này. Chúa nói cái điều đó với một người ngoại anh chị. Chúa nói gì? Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin siêu lớn. Cái điều này là Chúa nói với một người ngoại chứ không phải với người Do Thái mới đau chứ. Chúa nói điều đó với một người đàn bà chứ không phải với một người đàn ông. Chúa nói điều đó với một người ngoài chứ không phải với người nhà. Chúa nói điều đó với một người ngoại có lòng tin chứ không phải là với một thầy tế lễ. Không phải người nhà nha, mà là cái người không phải người nhà, người biết Chúa có đức tin siêu lớn, mà lại là một cái người đàn bà dân ngoại chỉ mới nghe biết về những việc Chúa làm thôi. Điều này nó cho tôi và anh em cái hy vọng gì? Anh chị em cũng có thể có nó. You can have it. Anh chị em có thể có cái loại đức tin siêu lớn này. Bằng cách nào? Chấp nhận vị thế của mình, thừa nhận cái nhu cầu của mình, amen với Chúa Giêsu và không bỏ cuộc. Cái sự tuyệt vọng của bà, của cái người phụ nữ này là đưa bà đến với Chúa Giêsu. Thậm chí cái việc bị gọi là một con chó thì nữa cũng không có thể ngăn cản bà. Đó là lý do tại sao bà được Chúa Giêsu khen ngợi là có đức tin siêu lớn. Tôi nghĩ là hầu hết mọi người sẽ bỏ đi liền sau khi bị kể là chó. Nhưng bà này thì không. Hầu hết mọi người mà khi nghe cái chuyện, nghe mà Chúa nói kiểu đó là bỏ cuộc, hoặc là trong tức giận, hoặc là tuyệt vọng. Nhưng cái bà này không. Bà hiểu những gì mà người Do Thái đã đánh mất. Bà hiểu gì? Chúa Giêsu là hậu tự thật của vua David. Bà cần lòng thương xót mà chỉ có Giêsu mới có thể cung cấp. Bà không bị từ chối. Bà chấp nhận vị trí của mình mà vì không có tranh cãi về nó. Bà đã nhận, và bà đã nhận được những gì mà bà cần, bà xin nơi Chúa Giêsu. Anh chị em cũng có thể có cái loại đức tin này. Và trọng tâm của câu chuyện này là về cái người phụ nữ và đức tin của bà đó, chứ không phải là con gái của bà. Cái câu 28 cho mình biết một cách đơn giản rằng là ngay trong giờ ấy con gái bà được lành. Theo những gì mình biết thì Chúa Giêsu chưa bao giờ mình có gặp con gái bà không? Không. Chúa đã chữa bệnh cho đứa con gái dựa trên đức tin siêu lớn của người mẹ. Tôi muốn nói với các bậc làm cha làm mẹ ở đây cũng như những người đang xem qua online, hãy ghi nhớ cái câu chuyện này. Hãy cầu nguyện cho con cháu của quý vị, vì cái lời cầu nguyện của quý vị nó có quyền năng rất lớn lao ở trước mặt Chúa. Đôi khi con cái của mình nó nổi loạn và nó lìa bỏ Chúa, mình cảm thấy vô vọng. Nhưng mà tôi nói với anh chị, chừng nào mà anh chị em còn có thể cầu nguyện thì chừng đó chúng ta còn có một Đức Chúa Trời toàn năng, luôn sẵn sàng hành động, luôn sẵn sàng can thiệp. Xin Chúa dùng cái gương đức tin của cái người phụ nữ dân ngoại này soi chiếu nơi chúng ta, dứt giấy chúng ta.
một cái người mà chỉ biết Chúa qua tin đồn thôi vẫn có thể có cái loại đức tin siêu lớn, vẫn có thể nhận được cái điều mà bà cần, dù là bà không có cửa, bà không có thuộc về cái nhóm mà được. Thì tôi và anh chị em, những người đã biết Chúa Giêsu, thì chúng ta càng có cơ hội để nhận lãnh cái câu trả lời từ nơi Chúa là dừng. Anh em ơi, không phải chỉ những người hầu việc Chúa hay là những người tin Chúa lâu năm mới có thể được Chúa khen ngợi về đức tin nơi Ngài. Không, bất kỳ ai, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, cũng có thể có được cái loại đức tin siêu lớn này, mega faith, nếu chúng ta chấp nhận cái vị thế của mình, chúng ta nhìn nhận cái nhu cầu của mình, chúng ta amen với những gì Chúa Giêsu đã nói và không bỏ cuộc. Nguyện xin Chúa dùng lời này để khích lệ, để nâng đỡ, để dứt dây anh em, và đặc biệt để giúp anh em chạy đến với Chúa mỗi khi anh em có nan đề. Dù nan đề của anh em lớn đến đâu, nhưng xin hãy nhớ cho rằng không có nan đề nào lớn quá đến độ mà Chúa Giêsu không thể giải quyết được. Không có cái bệnh tật nào mà nó quá khủng khiếp đến độ Chúa Giêsu không thể chữa lành. Không có một cái con quỷ nào mà nó mạnh mẽ đến độ mà Chúa Giêsu không thể giải cứu. Không có một cái đổ vỡ nào, rạn nứt nào mà Chúa Giêsu không thể hàn gắn. Không có ngọn núi nào quá lớn đến độ Chúa không thể dời. Không có con sông nào quá sâu đến độ Chúa không thể lấp. Hỡi anh chị em, dù nan đề của anh chị em là gì, tôi muốn nói với anh chị em sáng hôm nay, Chúa Giêsu đã sẵn có câu trả lời cho hôn nhân của anh chị em. Chúa Giêsu đã sẵn có câu trả lời cho tài chánh của anh chị em. Chúa Giêsu luôn sẵn có câu trả lời cho vấn đề con cái của anh chị em. Chúa đang chờ đợi anh em chạy đến. Chúa đang chờ đợi anh em khai phóng đức tin của mình để nhận lấy những câu trả lời mà Chúa đã sắm sẵn cho anh chị em từ trước buổi sáng thế. Chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện với Chúa. Điều gì anh chị em nghe được Chúa nói riêng với mình qua sứ điệp ngắn sáng hôm nay, hãy cầu nguyện với Chúa điều đó. Có thể ai đó trong anh em không nghe Chúa trả lời gì khi mình kêu xin, anh em bắt đầu ấm áp tư tưởng bỏ cuộc chắc. Anh em đâm ra buồn Chúa, anh em đã thối lui rồi chắc. Có thể ai đó trong anh em nghĩ rằng là cái nan đề của mình nó quá lớn, nó lâu năm rồi, cho nên chắc là không thể thay đổi được. Cái tình trạng hôn nhân của mình là không thể thay đổi được. Con cái của mình là không thể thay đổi được. Nợ nần của mình là không có cách nào giải quyết được. Bệnh tật của người thân mình không thể nào chữa lành được. Hỡi anh chị em, Giêsu cũng là Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Giêsu mà anh chị em thờ phượng là Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Giêsu mà anh chị em thờ phượng cũng chính là Đức Chúa Giêsu trong cái câu chuyện này. Ngài không cần phải đến với cái đứa con gái bị quỷ ám đó. Ngài không cần phải ra lệnh cho quỷ trong cái con bé đó phải rời khỏi. Mà chỉ bởi đức tin của người mẹ được khai phóng ra, phép lạ xảy ra. Hãy giải phóng đức tin của anh chị em để con cái anh chị em được tự do. Hãy giải phóng đức tin của anh chị em để hôn nhân của anh chị em được chữa lành, hôn nhân của anh chị em được làm mới lại, cái đời sống tài chính của anh chị em được tự do, sức khỏe của anh chị em được chữa lành. Chúa giáo chúng con biết ơn Ngài vì lời của Chúa sáng này. Con tin nơi cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và Chúa ơi, con đã làm xong cái phần của con là rao ra lời mà Chúa muốn con rao ra. Phần còn lại, Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài thuyết phục anh em con. Xin Ngài làm sống động lời của Ngài trong lòng của từng anh chị em con, những người trực tiếp nghe tại đây cũng như những người nghe qua online. Lạy Chúa, xin kéo anh em con đến với Ngài. Xin dùng lời của Ngài để dứt dây đức tin của anh chị em con. Dục lòng anh chị em con mạnh mẽ để họ theo dấu chân đức tin của người xưa mà làm cho Chúa được vui lòng, và làm cho những câu trả lời mà Chúa đã chuẩn bị cho họ sẵn từ trước buổi sáng thế được ra khỏi kho nhà Ngài, đến cùng với anh em con
để họ có thể vui thỏa. Nhưng cái người phụ nữ này khi bà trở về nhà của mình thì nhìn thấy con gái của mình đã được tự do khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúa giấu mỗi một người trong chúng con có những cái nan đề, có những nhu cầu mà họ đang đối diện. Xin Chúa giúp cho chính mình con cũng như từng anh chị em con nhìn nhận cái vị thế của mình, nhìn nhận cái nhu cầu của mình. Và xin giúp đỡ mỗi một chúng con. Amen với Chúa. Vì tất cả những gì Chúa phán truyền cho chúng con, dầu chúng con có thể chưa hiểu hết mọi sự, và xin ban cho chúng con cái lòng kiên nhẫn để chúng con bền đổ theo đuổi, chờ đợi cho đến cuối cùng, khi mà câu trả lời của Chúa có thể đến được với chúng con, mắt thường chúng con có thể xem thấy. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúa con trình dâng mỗi một chúng con trong ân sủng và sự thương xót của Chúa. Nguyện Chúa được ngợi khen, nguyện Chúa được chúc tụng qua đời sống của mỗi một chúng con. Nguyện mỗi một ngày, mỗi một anh em con được kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân sống động, để đức tin của anh em con được dứt dây không ngừng. Con cảm ơn Chúa. Chúng con trình dâng mỗi một chúng con trong ân sủng và sự thương xót của Chúa một lần nữa, và chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.